Hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng các em thiếu nhi thân yêu. Nhân ngày phố phường buồn hiu sau đại dịch Covid-19, vào ngày 4 tháng 7, sự kiện nổ cái bùm, chương trình nghệ thuật đương đại mở ra lần đầu tiên được tổ chức tại Huế với quy mô hoành tráng, quy tụ 50 bảo nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ đem đến cho khán giả Huế những màn trình diễn thật ấn tượng, được dàn dựng công phu với những tác phẩm sắp đặt ánh thanh ánh sáng khổng lồ, những màn trình diễn đầy chất thơ, chàng trai nô đùa trên ngọn cây và còn nhiều loại hình nghệ thuật đầy hứa hẹn khác sẽ diễn ra đồng loạt tại 6 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế. Nhanh chân lên, hãy đưa con em và đồng nghiệp của mình đến với các không gian nghệ thuật đầy chuyên nghiệp và đẳng cấp để đắm chìm trong tuần lễ nghệ thuật, đánh tan mọi mệt mỏi hàng ngày. Nhanh chân lên, ngày 4 tháng 7, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ tại các địa điểm: Trung tâm nghệ thuật Điện Phong Thủy 17 Lê Lợi, Thánh Cà Phê 63 Lê Trung Định, Trường Đại học Nghệ thuật Huế số 10 Tô Ngọc Vân, Net Studio 50 Nguyễn Chí Diệu, Năm Mùa 86 Trần Huy Liệu và Murder số 1 Lê Trực. Nhanh chân lên, đừng bỏ lỡ chương trình nghệ thuật đương đại đặc sắc còn 102 và cơ hội gặp gỡ giao lưu trực tiếp với những nghệ sĩ thành danh đến từ Sài Gòn, Huế và thủ đô Hà Nội.
đây bự bự. Thank you.
tai nạn, gần với cả sự chết chóc, gần với sự mà phải thay đổi con người thì là tôi vẫn tồn tại được và tôi làm được. Cái khác theo tôi nghĩ là tất nhiên không nói thêm, tức là cái thời đó là cái thời đó các cái nhà sophist cháu có cần thiết. Đó là một cái nhu cầu thể hiện của chia sẻ cái cảm ơn thì tạm cảm của người ngoài anh của người công ty điện tốt của người ngoài anh của người công. Mình viết thư này cho cậu từ một miền đất tưởng chừng như xa xôi, xưa từng được gọi là Van Duranca. Mình thích cái tên cổ này hơn là tên mới. Có lẽ từ cổ bao giờ nghe cũng thơ hơn. Thank you.